em thích nhất là những con sò này được chế tác rất là đẹp. Rất là muốn trực tiếp xem người chế tác ra những cái sản phẩm này như thế nào. Sẽ có những cái thợ thủ công ngồi ở đó làm và hướng dẫn các du khách khi mà họ tới tham quan đó cùng thực hiện những cái sản phẩm, những cái món quà. Du lịch thì dù là chuyến dài ngày hay thời gian ngắn, du khách đều muốn lưu lại dấu ấn với nơi mình đến, lưu lại những kỷ niệm. Vậy lưu niệm Vũng Tàu là gì? Đương nhiên là dấu ấn của biển. Nói đến lưu niệm Vũng Tàu, nhiều người thường nhắc đến một món quà tặng từ biển là sản phẩm mỹ nghệ sò ốc. Bởi ở biển có vô vàn sò và ốc, những món ăn từ sò hay ốc biển đều rất ngon. Vỏ sò, vỏ ốc càng trở thành điểm nhấn, điểm nhớ. Nhặt từ biển về, vỏ sò vỏ ốc chỉ là phế phẩm nhưng qua chế tác công phu lại tạo nên sản phẩm mỹ nghệ. Trước năm 2000, sản xuất kinh doanh mỹ nghệ sò ốc rất sôi động. Giai đoạn hoàng kim của sản phẩm mỹ nghệ sò ốc kéo dài hàng chục năm. Phố biển có trên dưới 20 cơ sở sản xuất, 40 cửa hàng bày bán quà lưu niệm Vũng Tàu chế tác từ vỏ sò vỏ ốc. Năm 2006, hàng quán khu vực bãi trước được quy hoạch sắp xếp lại theo hướng thông thoáng và tăng mật độ cây xanh, không gian công viên. Những cửa hàng mỹ nghệ phải giải tỏa, hoạt động sản xuất hàng mỹ nghệ sò ốc cũng gián đoạn tản mát. Nhiều điểm du lịch biển cả nước cũng phát triển sản phẩm mỹ nghệ sò ốc, khiến mỹ nghệ sò ốc Vũng Tàu dần mờ nhạt, cộng thêm thị hiếu du khách dần thay đổi. Sản phẩm sò ốc nghề thủ công mỹ nghệ Vũng Tàu càng mai một. Hiện trên địa bàn thành phố Vũng Tàu chỉ còn 2 cơ sở thủ công mỹ nghệ sò ốc quy mô nhỏ với khoảng 10 hộ gia công tại nhà. Lưu niệm Vũng Tàu với quà tặng từ sò ốc biển theo những biến đổi như vậy mà dần mờ nhạt theo. Nghệ nhân Nguyễn Văn Sang, kiến trúc sư của rất nhiều sản phẩm mỹ nghệ sò ốc tại cơ sở Thanh Thêm. Gần 40 năm say mê tận tụy với nghề, ông đang canh cánh nỗi lo sẽ không tìm được truyền nhân. Theo ông, chế tác sản phẩm từ vỏ sò vỏ ốc đòi hỏi phải am hiểu trước hết về nguyên liệu là sò ốc. Hiểu rõ từng loài có đặc tính ra sao mới chọn được cách chế tác phù hợp. Không làm mất vẻ độc đáo của tự nhiên mà còn tôn thêm giá trị của tự nhiên. Bên cạnh đó phải tỉ mỉ, kiên trì, phải thật sự yêu thích, say mê với công việc chế tác. Bởi chế tác thủ công hoàn toàn dựa vào đôi tay, thiết bị chỉ là phụ trợ. Như ông thầy tôi là ông Nguyễn Quang Hải, từ xưa tới giờ ông cũng tiếp bao nhiêu đệ tử, nhưng mà chỉ được có mình một mình tôi là truyền nói ngài ông mà thôi. Khó tìm được truyền nhân, sản phẩm mỹ nghệ sò ốc Vũng Tàu cũng nhiều năm gặp khó trong tiêu thụ. Các cửa hàng mỹ nghệ sò ốc phải nằm rải rác trên nhiều tuyến phố và phần lớn là điểm kinh doanh tổng hợp nhiều loại sản phẩm chứ không chuyên về mỹ nghệ sò ốc, nên khó tạo điểm nhấn, tạo sức hút riêng. Thực sự ở bãi xa nó cũng có khách, nhưng mà do giờ đâu có chỗ bán, còn chỗ này thì không, dân khách du lịch không có biết tới. Cái đường này là đường của dân địa phương mà địa phương đâu có mua đồ. Không tạo được sức hút tại Vũng Tàu nên mới xảy ra nghịch lý xót xa. Sản phẩm mỹ nghệ sò ốc chế tác tại biển Vũng Tàu lại bày bán ở nhiều điểm du lịch biển khác, đồng thời khắc dấu vùng biển khác, Phú Quốc, Mùi Né, Nha Trang. Chúng tôi đến đây du lịch cũng muốn mua một chút quà lưu niệm của Vũng Tàu. Thế chị em chúng tôi là vô những cái quầy lưu niệm của Vũng Tàu, nhưng mà nhìn những cái đồ lưu niệm đấy nó cứ lẫn lộn của Phú Quốc rồi Nha Trang. Thành ra là cũng không biết đâu là của Vũng Tàu để mà làm kỷ niệm được. Triển lãm về các sản phẩm đặc trưng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong khuôn khổ hội nghị TPO diễn ra tại thành phố Vũng Tàu.
gian hàng mỹ nghệ sò ốc của cơ sở Thanh Thêm được nhiều đại biểu, trong đó có ngài Tổng thư ký TPO, ông Gu Kiung Ha dành nhiều sự quan tâm. Lãnh đạo thành phố Vũng Tàu cũng tự hào trao tặng ngài Tổng thư ký TPO vật phẩm lưu niệm là ngọn hải đăng biểu tượng của thành phố biển, được nghệ nhân địa phương chế tác tinh xảo từ các loại vỏ sò, vỏ ốc vùng biển Vũng Tàu. Đây là lần đầu tiên tôi đến với Vũng Tàu. Tôi thực sự ấn tượng với thành phố này. Một thành phố biển xinh đẹp, mến khách với rất nhiều dấu ấn về văn hóa lịch sử. Món quà được chế tác từ vỏ sò ốc, một biểu tượng của Vũng Tàu mà chính quyền thành phố gửi tặng tôi, mang thật nhiều ý nghĩa. Và đây là một buổi tối cuối tuần tại cửa hàng trưng bày của cơ sở mỹ nghệ sò ốc Thanh Thêm ở số 2 Nguyễn Bình Khiêm. Vẫn có không ít du khách quan tâm tìm hiểu, hỏi mua các sản phẩm này làm quà lưu niệm. Hầu hết du khách có chung cảm nhận, sò ốc mỹ nghệ là món quà phù hợp nhất để mua về tặng người thân khi đi du lịch Vũng Tàu. Dạ, con thấy rất là đẹp và nó kiểu là tinh xảo. Con thích cầm cái huyền này và con mong bố mẹ sẽ mua con một cái huyền, mua cái huyền này để con làm quà lưu niệm ạ. Rõ ràng quà tặng của biển từ sò ốc vẫn có chỗ đứng nhất định trong lòng du khách, nghĩa là sản phẩm mỹ nghệ sò ốc vẫn có thể tồn tại. Một hướng tồn tại mở ra từ mong muốn của nhiều du khách là được trải nghiệm cảm giác tự mình thổi hồn vào những vỏ sò, vỏ ốc có thể nhặt từ mọi nẻo phố góc biển của Vũng Tàu, được ngắm nhìn chiêm ngưỡng tài hoa của nghệ nhân chế tác sản phẩm mỹ nghệ Vũng Tàu. Mình rất là mong được gặp gỡ và trao đổi với lại những người nghệ nhân đã làm ra những cái sản phẩm này để mà nghe người làm có thể là giúp cho mình hiểu hơn những cái hồn ở trong những cái tác phẩm này. Ngày 7 tháng 9 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã công bố quyết định số 2503 công nhận nghề sò ốc mỹ nghệ phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu là nghề truyền thống. Nghề sò ốc mỹ nghệ phường Thắng Tam được hưởng các chính sách ưu đãi về phát triển ngành nghề nông thôn theo quy định tại Nghị định 52/2018 của Chính phủ và các chính sách có liên quan. Tuy nhiên, song song với chính sách ưu đãi cho nghề truyền thống, các cơ sở mỹ nghệ sò ốc Vũng Tàu rất mong mỏi sự trợ lực đúng mức hơn nữa từ nhiều nguồn lực. Mong muốn lớn nhất của mình là lãnh đạo thành phố sẽ bố trí được một cái nơi để mình có đủ rộng để mình có thể là trưng bày tất cả những cái sản phẩm và sẽ có những cái thợ thủ công ngồi ở đó làm và hướng dẫn các du khách khi mà họ tới tham quan đó cùng thực hiện những cái sản phẩm, những cái món quà mà tự tay họ làm để họ có thể đem về để làm quà tặng cho người thân của họ hay trang trí trong nhà của họ, thực sự rất ý nghĩa. Lưu niệm Vũng Tàu quà tặng từ biển cần thêm những cú hích để khơi nguồn sự sống cho chính sản phẩm và cho cả mục tiêu nâng tầm của thành phố du lịch biển Vũng Tàu.